trung bình, tốc độ trung bình 50 cây là cao là ngon rồi đấy. Trừ có trường hợp là mình đi cao tốc mà quãng đường dài, cao và tốc thì chỉ có là Hà Nội Lào Cai hoặc và là đấy, Hà nó Nội chạy. Hải Phòng Và đấy. Bây giờ là chuẩn bị vào chỗ thì đây là đám cưới thôi, cho